từ những cánh thư của quý khán giả khắp các tỉnh thành trong cả nước, chia sẻ những cảm nhận của mình về những cảm xúc động lại trong mối tình đầu hay những thổn thức khôn nguôi khi tình yêu không trọn vẹn. Tất cả tâm tư, tình cảm ấy đã được ban biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang truyền tải chân thật và lắng động trong chương trình Giai điệu hạnh phúc, được phát sóng vào lúc 18:30 chủ nhật hàng tuần. Ban biên tập rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý khán giả cũng như tham gia gửi bài viết cộng tác cho chương trình về địa chỉ chương trình Giai điệu hạnh phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hoặc email giai điệu hạnh phúc hctv@gmail.com.